Chương 6. Phần vấn đạo. Một trong những cách tuyệt vời nhất để tiếp nhận sự chỉ dạy của Ajahn Chah là ngồi tại căn lều của Ngài và lắng nghe Ngài trả lời những câu hỏi của các tăng sĩ trong tu viện và của khách thập phương. Chính ở nơi đây, bạn có thể nhận thức tính chất đại đồng của đường lối tu hành này. Mặc dù có hôm Ajahn Chah chỉ toàn nói về việc thu hoạch lúa gạo với một người nông dân địa phương, bởi phần lớn những câu hỏi từ những người Á Đông hay phương Tây cũng giống nhau. Họ hỏi về những nghi ngờ và lo sợ, về cách để an tâm, về những sự phấn đấu để duy trì một đời sống đức hạnh và thiền định. Khoảng hơn 200 sinh viên từ Âu Mỹ đã tìm đường đến khu rừng hẻo lánh này để tu tập tại Wat Pa Pong và những chi nhánh khác qua nhiều năm. Họ bao gồm những người tầm đạo và khách du lịch, bác sĩ và những tình nguyện viên của tổ chức hòa bình, cả già lẫn trẻ. Có người đến xuất gia luôn và sống đời tăng sĩ. Có người chỉ ở lại để được huấn luyện trong một thời gian ngắn và rồi trở về phương Tây để áp dụng lối sống tỉnh thức vào đời sống gia đình của họ. Một số câu hỏi sau đây được hỏi bởi các tăng sĩ trong kỳ an cư kiết hạ năm 1970. Những câu hỏi khác là từ buổi thảo luận gần đây nhân cuộc viếng thăm của các cư sĩ phương Tây tại gia và những vị thầy Phật giáo. Nếu bạn chú ý lắng nghe những câu trả lời, bạn sẽ thấy rằng mỗi câu là một chỉ dạy về cách tu hành để được tự tại mà bạn có thể áp dụng trong đời sống của chính mình. Mỗi câu trả lời chứa đựng những hạt giống Phật Pháp về sự giải thoát, và mỗi câu trả lời đều xoay bạn trở về cội nguồn của sự hiểu biết và trí huệ chân chính. Đó là tâm và trí của bạn. Một số những câu hỏi và trả lời sau đây được ghi lại trong chuyến viếng thăm Ajahn Chah của một nhóm thiền sinh và pháp sư phương Tây. Phần còn lại trích từ cuốn sách Các Thiền Sư Phật Giáo Tại Thế, biên soạn trong kỳ an cư kiết hạ năm 1970 tại Thiền viện Wat Pa Pong. Chúng ta phải bắt đầu tu tập thiền như thế nào? Có cần phải có đức tin vững chắc trước không? Nhiều người bắt đầu tu hành với một chút đức tin và hiểu biết Phật Pháp. Điều này cũng rất tự nhiên. Chúng ta phải bắt đầu ngay từ lúc này. Điều quan trọng là chúng ta phải sẵn sàng quan sát tâm của mình, quan sát những tình trạng của mình để hiểu biết chúng một cách trực tiếp. Rồi đức tin và trí tuệ sẽ nảy sinh trong tâm chúng ta. Tôi đã cố gắng hết sức mình, nhưng hình như nỗ lực của tôi chẳng đi tới đâu cả. Đừng mong muốn đạt được điều gì trong sự tu hành. Chính sự ham muốn giải thoát hay được khai ngộ sẽ gây chướng ngại cho sự giải thoát của bạn. Dù bạn có cố gắng đến bao nhiêu, tọa thiền ngày đêm, nhưng nếu bạn vẫn còn ước muốn đạt được một cái gì, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình an, tĩnh lặng. Năng lượng từ lòng ham muốn này sẽ phát sinh sự hoài nghi và bất an. Bạn có khổ công tu hành bao lâu đi nữa cũng sẽ không tiến bộ, vì trí huệ không thể nảy sinh từ lòng ham muốn. Hãy buông bỏ hết, quán chiếu thân và tâm một cách tỉnh thức. Nhưng đừng cố đạt được bất kỳ điều gì. Nếu không, thì tâm mới vừa yên tĩnh một chút, bạn lập tức nghĩ: ồ, không biết ta đã sắp vào tầng thứ nhất chưa? Còn phải mất bao lâu nữa? Ngay lúc khởi tâm như thế, bạn sẽ mất hết tất cả. Tốt nhất là cứ để cho sự tu hành phát triển tự nhiên. Đừng bận tâm đến đẳng cấp tu hành của mình. Với việc quan sát trực tiếp những diễn biến trong tâm của bạn, càng quan sát, bạn sẽ càng nhận thấy rõ ràng. Nếu bạn có thể tập trung tâm ý hoàn toàn, bạn sẽ không cần lo nghĩ xem mình đã đạt đến đẳng cấp nào rồi. Cứ tiếp tục tu hành như đã được chỉ dẫn, và những gì phải đến sẽ xảy đến với bạn một cách tự nhiên.
làm sao có thể diễn đạt cốt tủy của sự tu hành? Tới cũng không đúng, lui cũng không đúng, đứng yên một chỗ cũng không đúng. Không có cách nào để đo lường hay phân loại sự chứng đắc. Nhưng không phải là chúng ta cần đạt được định lực thâm sâu hay sao? Trong khi tọa thiền, nếu tâm bạn đạt được sự tĩnh lặng và định tâm, thì đó là một công cụ tốt để bạn sử dụng. Nhưng phải cẩn thận, đừng để bị dính mắc vào sự tĩnh lặng này. Nếu bạn thiền chỉ với mục đích được định tâm để có được cảm giác vui sướng và thoải mái, thì bạn chỉ phí thì giờ thôi. Mục đích của thiền là để cho tâm an định, và rồi dùng sự định tâm đó để quan sát bản chất của thân và tâm. Nếu không, thì với tâm tĩnh lặng, bạn sẽ được bình an và thoát khỏi phiền não chừng nào bạn vẫn còn ngồi thiền. Cũng giống như bạn lấy một tảng đá để che đậy cái hố rác, và khi bạn nhấc tảng đá đi, thì hố rác vẫn còn nguyên những rác rưởi hôi thối. Ngồi lâu hay mau không thành vấn đề. Bạn phải dùng định tâm của mình không chỉ để hưởng thụ sự an lạc tạm bợ, mà để quán chiếu bản chất của thân và tâm. Bởi chính điều này mới thực sự giúp bạn giải thoát. Quán chiếu thân tâm bằng cách trực tiếp nhất, không dùng đến sự suy nghĩ. Có hai trình độ quán chiếu. Một là suy nghĩ lan man, trói chặt bạn vào một sự nhận thức hời hợt. Loại thứ hai là sự lắng nghe nội tâm trong yên tĩnh và an định. Chỉ khi nào tâm an định và tĩnh lặng, trí huệ mới có thể phát sinh. Lúc ban đầu, trí huệ là một tiếng nói rất nhỏ, một mầm cây mềm yếu mới vừa nhô lên khỏi mặt đất. Nếu bạn không hiểu điều này, bạn có thể suy nghĩ quá nhiều về nó và đạp chết nó. Nếu bạn cảm nhận nó một cách lặng lẽ, thì từ điểm này bạn sẽ bắt đầu thấy được căn bản của tiến trình thân và tâm. Từ nhận thức này, bạn sẽ thấy được bản chất biến đổi và vô ngã của thân và tâm. Nhưng nếu chúng ta không tìm kiếm gì cả, thì làm sao biết Phật Pháp là gì? Nơi nào chung quanh bạn cũng là Pháp. Xây dựng nhà cửa, tản bộ trên đường, ngồi trong nhà tắm, hay tại đây trong thiền đường này, tất cả đều là Pháp. Khi bạn hiểu đúng, thì không có gì trên thế gian này mà không phải là Pháp cả. Nhưng bạn phải hiểu rằng hạnh phúc và đau khổ luôn ở với chúng ta. Khi bạn hiểu bản chất của chúng, thì Phật và Pháp cũng ở ngay đây. Khi bạn nhận thấy rõ ràng, thì mỗi thời khắc mà bạn kinh nghiệm sự sống cũng đều là Pháp. Nhưng phần lớn chúng ta phản ứng một cách mê muội đối với những gì thuộc khoái lạc. Ồ, tôi thích cái này, tôi muốn có thêm nữa. Và đối với những gì không vừa lòng, đi đi, tôi không thích cái đó, tôi không muốn nữa. Nếu thay vì vậy, bạn có thể cho phép mình hoàn toàn tự nhiên, cởi mở đối với tính chất của mỗi kinh nghiệm, bạn sẽ trở thành đồng một thể với Phật. Khi hạnh phúc đến, biết rằng tính nó rỗng không. Khi phiền muộn đến, biết rằng nó không phải là ta hay của ta. Nếu bạn không đồng hóa mình với các hiện tượng, xem chúng là bạn hay là của bạn, tâm sẽ đạt được trạng thái quân bình. Sự quân bình này là chính đạo, là giáo pháp chân chính của Đức Phật dẫn đến giải thoát. Thông thường người ta hay kỳ vọng, tôi có thể đạt đến tầng thiền này hay tầng thiền kia không? Hay tôi có thể phát triển năng lực gì? Họ hoàn toàn bỏ qua những lời dạy của Đức Phật để tìm cầu những lĩnh vực chẳng có ích lợi gì. Phật tính phải tìm được ở trong những thứ giản dị nhất ngay trước mắt bạn. Và cốt tủy của sự quân bình này là cái tâm không nắm giữ một điều gì cả. Khi mới bắt đầu tu hành, điều quan trọng là bạn có một hướng đi thích đáng. Thay vì cứ cố đi và loanh quanh mãi, bạn phải xem bản đồ
hay nhờ một người đã từng đi con đường này hướng dẫn bạn. Con đường tới giải thoát mà Đức Phật chỉ dạy là trung đạo, nằm giữa hai thế cực tham đắm và khổ hạnh. Tâm phải mở rộng đến mọi kinh nghiệm mà không mất quân bình và rơi vào hai thế cực này. Điều này cho phép bạn nhận thấy sự việc mà không phản ứng, nắm bắt hay xua đuổi. Khi bạn hiểu được sự quân bình thì đạo sẽ hiển lộ. Đến trình độ tâm linh này, khi hạnh phúc đến, bạn biết rằng nó chỉ tạm bợ, trống rỗng và không đem lại bình an. Khi đau khổ, thất vọng tới, bạn cũng chẳng bận tâm, vì biết rằng chúng cũng tạm bợ và trống rỗng. Cuối cùng, khi tiến bộ thêm một chút, bạn sẽ nhận thấy rằng trên thế giới này chẳng có gì thực sự có giá trị, không có gì để nắm bắt nữa. Mọi thứ đều giống như một cái vỏ chuối hay vỏ dừa cũ, không có gì hấp dẫn. Khi bạn thấy rằng mọi việc trên thế giới đều giống như những cái vỏ chuối vô giá trị đối với bạn, lúc đó bạn có thể tự do lui tới trên thế gian mà không còn phiền não hay đau khổ nữa. Đây là con đường đưa tới giải thoát. Ngài có khuyến khích thiền sinh làm những cuộc bế quan tịnh khẩu, nghiêm túc và dài ngày không? Đây là vấn đề của từng cá nhân. Bạn phải tập tu hành trong mọi hoàn cảnh, lúc ở khu chợ đông đảo hay lúc ở một mình. Những lúc mới đầu tu hành ở những nơi yên tĩnh thì tốt hơn. Đó là lý do mà chúng tôi sống ở trong rừng. Lúc mới tu hành, bạn luyện tập từ từ để phát triển chính niệm. Sau một thời gian, bạn có thể tập duy trì chính niệm trong mọi hoàn cảnh. Có người yêu cầu được bế quan tọa thiền tích cực và tịnh khẩu trong 6 tháng hay 1 năm. Chúng tôi không có quy định nào cho những trường hợp như vậy, nên mỗi cá nhân phải tự quyết định và sắp xếp cho mình. Cũng như những chiếc xe bò mà các nông dân sử dụng quanh đây. Nếu người phu lái xe muốn chở nhiều hàng xuống phố, anh ta phải xem xét độ chịu tải của cái xe, bánh xe và con bò là bao nhiêu. Chúng có đi nổi tới phố không? Cũng vậy, cả thiền sư và thiền sinh phải nhận biết khả năng và giới hạn của họ. Thiền sinh đó đã đủ sức tu tập pháp này chưa? Đã đúng thời điểm chưa? Hãy tế nhị và linh động, hiểu biết và tôn trọng những giới hạn của chính mình. Đây cũng là trí huệ. Đức Phật giảng về hai đường lối tu hành: giải thoát nhờ vào trí huệ và giải thoát nhờ vào thiền định. Những người được giải thoát nương vào trí huệ, chỉ nghe pháp thì lập tức khai ngộ. Bởi toàn bộ giáo lý chỉ đơn giản là sự xả bỏ và để mọi việc diễn biến tự nhiên, nên loài người này bắt đầu tu tập xả bỏ theo một đường lối rất tự nhiên, mà không cần phải dụng công quá nhiều để phát triển định tâm. Lối tu tập đơn thuần này cuối cùng có thể đưa họ tới một nơi không còn tự ngã, không còn sự xả bỏ hay vật gì để xả bỏ nữa. Những người được giải thoát qua con đường thiền định cần phải nỗ lực rất nhiều để định tâm. Họ phải tọa thiền theo một quy luật khắt khe trong một thời gian dài. Đối với họ, sự định tâm, nếu sử dụng đúng cách, sẽ là cơ sở để tiến sâu vào thiền quán. Một khi tâm đã định, cũng giống như học xong trung học, họ có thể đi tiếp lên đại học để nghiên cứu bất cứ những vấn đề nào khác. Một khi có được định lực vững chắc, bạn có thể tiến vào những cảnh giới thiền định khác nhau, hay bạn có thể dùng định tâm của mình để phát triển mọi mức độ của thiền quán. Dù bằng cách nào, giải thoát qua trí huệ hay giải thoát qua thiền định, bạn đều đạt đến một mục tiêu như nhau. Bất cứ phương pháp nào được thực hành mà không bị dính mắc đều có thể đưa đến giải thoát. Ngay cả các giới luật, dù đó là ngũ giới tại gia, thập giới cho người mới tu, hay 227 giới cho hàng xuất gia, đều có thể được sử dụng như nhau.
bởi vì những kỷ luật này đều đòi hỏi sự chính niệm và xả bỏ. Nên dụng công của chúng không có giới hạn. Chẳng hạn, nếu bạn kiên trì đào luyện giới không dối gạt, áp dụng nó lên những hành động bên ngoài và sự quán chiếu bên trong, thì nó không có giới hạn, cũng như bất cứ phương pháp tu hành khác của Phật Đạo. Nó có thể đem lại sự giải thoát cho bạn. Có cần phải tu pháp niệm tâm từ cùng lúc với những pháp thiền khác không? Pháp niệm tâm từ cũng có lợi, nhưng lối tu này hơi sơ cấp. Khi bạn thật sự quán chiếu tâm mình và hoàn tất đúng đắn phần căn bản của Phật Pháp, thì bạn sẽ hiểu rằng tình thương chân thật từ nó hiển lộ. Khi bạn xả bỏ tự ngã và những thứ khác, thì bạn sẽ nhận thấy một sự phát triển sâu sắc và tự nhiên bên trong, khác hẳn với trò chơi trẻ con của việc lặp đi lặp lại những câu như cầu cho tất cả chúng sinh an vui hạnh phúc, cầu cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Chúng tôi phải đi đâu để nghiên cứu Phật Pháp? Nếu bạn tìm kiếm Phật Pháp, bạn sẽ thấy rằng nó không nằm trong rừng, trên núi hay trong hang động. Phật Pháp ở ngay trong tâm bạn. Ngôn ngữ của Phật Pháp không phải là tiếng Anh, tiếng Thái hay tiếng Phạn. Nó có ngôn ngữ riêng của nó, cũng là ngôn ngữ chung của loài người, ngôn ngữ của kinh nghiệm. Có sự khác biệt rất lớn giữa lý thuyết và kinh nghiệm trực tiếp. Bất cứ người nào nhúng ngón tay vào ly nước nóng đều sẽ có cùng cảm giác nóng. Nhưng ngôn ngữ khác nhau gọi cảm giác này bằng những từ ngữ khác nhau. Cũng vậy, kẻ nào từng nhìn thấu vào tâm sẽ có cùng một kinh nghiệm như nhau, mặc cho kẻ đó là người nước nào hay nói ngôn ngữ nào. Nếu tâm bạn đã nếm được hương vị của Phật Pháp, bạn trở thành một với mọi người, giống như gia nhập vào một đại gia đình. Vậy thì Phật giáo có khác biệt nhiều với các tôn giáo khác không? Mục đích của một tôn giáo chân chính bao gồm Phật giáo là đem lại hạnh phúc cho mọi người bằng cách giúp họ nhận rõ chân tướng của mọi việc. Bất kỳ tôn giáo nào, hệ thống tín ngưỡng nào có thể giúp bạn đạt được điều này, bạn có thể gọi đó là Phật giáo nếu bạn thích. Trong Thiên Chúa giáo chẳng hạn, một trong những ngày lễ quan trọng là lễ Giáng sinh. Năm ngoái, một nhóm tăng phương Tây đã tổ chức một ngày Giáng sinh đặc biệt, bao gồm việc tặng quà và làm phước thiện. Nhiều đệ tử khác của tôi thắc mắc, tại sao đã xuất gia theo Phật rồi mà còn ăn mừng lễ Giáng sinh? Đó là lễ của người Thiên Chúa giáo mà. Trong buổi thuyết giảng, tôi đã từng giải thích rằng mọi người trên thế giới đều có cùng một căn bản như nhau, gọi họ là người Âu, người Mỹ hay người Thái Lan, chỉ để cho biết nơi họ sinh ra hay màu tóc của họ. Nhưng thân và tâm của họ đều có cùng bản chất như nhau. Tất cả đều ở trong một gia đình nhân loại, đều phải sinh ra, đều phải già và chết. Khi bạn hiểu điều này, những sự khác biệt không còn quan trọng nữa. Cũng vậy, nếu lễ Giáng sinh là một cơ hội để mọi người cùng nỗ lực làm điều thiện và giúp ích cho kẻ khác, thì đó là một dịp quan trọng và kỳ diệu, không cần biết bạn gọi đó là ngày gì. Bởi thế, tôi bảo với dân làng rằng, hôm nay chúng ta sẽ gọi là ngày lễ Chúa Phật. Ai tu hành đúng, tức là họ đang tu hành Phật Đà Thiên Chúa giáo, và mọi việc sẽ đều tốt đẹp. Tôi dạy như vậy để họ không chấp vào những khái niệm khác nhau, mà chỉ nhìn thấy sự diễn tiến của mọi việc một cách tự nhiên và rõ ràng. Bất cứ cái gì giúp chúng ta nhận thấy chân lý và sống thiện lành đều là cách tu hành đúng đắn. Bạn có thể gọi nó bất cứ cái tên nào bạn thích. Ngài có cho rằng tâm của người Đông Phương và phương Tây khác nhau không? Trên căn bản thì không có gì khác nhau. Ngôn ngữ và những phong tục bên ngoài thì có khác nhau. Nhưng tâm con người
đều có cùng những đặc tính như nhau. Người Âu hay Á cũng đều có tâm tham lam và sân hận. Mọi người đều có cùng khả năng khổ và chấm dứt khổ. Đọc và nghiên cứu giáo lý nhiều có phải là một trong những yếu tố cần thiết trong việc tu hành không? Phật Pháp không nằm trong kinh điển. Nếu bạn muốn tự mình hiểu những gì Đức Phật giảng dạy, bạn không cần tìm đến sách vở. Hãy theo dõi tâm mình. Hãy quan sát để biết cảm xúc và tư tưởng sinh diệt như thế nào. Đừng dính mắc vào bất cứ điều gì. Chỉ cần tỉnh thức trước những gì đang xảy ra. Đó là con đường dẫn đến chân lý. Hãy để tự nhiên. Mọi việc bạn làm trong cuộc sống đều là một cơ hội để tu hành. Tất cả đều là pháp. Trong lúc làm bổn phận hàng ngày, hãy cố giữ chính niệm. Khi đi đổ rác, đổ ống nhổ, chùi rửa nhà cầu, đừng nghĩ rằng bạn làm công việc đó vì lợi ích của người khác. Phật Pháp hiện hữu khắp mọi nơi. Đừng nghĩ rằng chỉ khi bạn ngồi kiết và yên lặng mới là lúc bạn tu hành. Một số người than phiền là không có đủ thời giờ để tọa thiền. Vậy chứ bạn có đủ thời giờ để hít thở không? Việc hành thiền của bạn là như thế này: giữ chính niệm, hoàn toàn tự nhiên, thoải mái trong mọi công việc bạn đang làm. Tại sao chúng tôi không có được những buổi thảo luận với vị thầy? Nếu bạn có thắc mắc, bạn có thể đến gặp tôi để hỏi vào bất cứ lúc nào. Nhưng chúng ta không cần thảo luận mỗi ngày. Nếu tôi trả lời mọi câu hỏi của bạn, thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được diễn tiến của những hoài nghi trong đầu óc bạn. Bạn cần phải tập quan sát chính mình, tự hỏi mình, chú tâm lắng nghe những buổi thuyết giảng, rồi đem những lời dạy này ra đối chiếu với sự tu hành của mình. Xem thử sự tu hành của bạn và lời giảng dạy giống và khác nhau ở điểm nào. Bạn có nghi ngờ gì không? Ai nghi ngờ? Chỉ qua sự xem xét kiểm thảo chính mình, bạn mới hiểu rõ ràng. Làm thế nào để đối trị với sự hoài nghi? Có những lúc tôi nghi ngờ đủ thứ, nghi ngờ sự tu hành, nghi ngờ sự tiến bộ của chính mình và nghi ngờ cả thiền sư nữa. Nghi ngờ là chuyện tự nhiên. Mọi người đều bắt đầu với nhiều nghi vấn. Bạn có thể học hỏi rất nhiều từ chúng, miễn là bạn không đồng hóa mình với những hoài nghi đó. Nghĩa là đừng để bị trói buộc vào đó, khiến cho bạn rơi vào cái vòng lẩn quẩn không có lối thoát. Thay vì vậy, hãy theo dõi toàn bộ tiến trình của sự hoài nghi, của sự băn khoăn. Xem thử ai là người hoài nghi, xem thử hoài nghi sinh và diệt như thế nào. Rồi bạn sẽ không còn hoài nghi nữa. Bạn sẽ bước ra khỏi chúng và tâm bạn sẽ yên tĩnh. Bạn sẽ thấy mọi việc đến và đi như thế nào. Buông bỏ những nghi vấn của bạn và chỉ việc quan sát. Đây là cách để chấm dứt hoài nghi. Còn những phương pháp tu hành khác thì sao? Hiện nay có quá nhiều vị thầy và quá nhiều pháp môn thiền khác nhau, khiến người tu hành bối rối. Làm sao biết phương pháp nào là đúng? Cũng giống như việc đi xuống phố, bạn có thể đi đến đó từ nhiều hướng khác nhau. Thông thường thì những phương pháp thiền này chỉ khác nhau bề ngoài. Nhưng dù bạn đi đường nào, nhanh hay chậm, nếu bạn ở trong chính niệm thì nó đều như nhau. Điều chủ yếu mà mọi pháp môn tu hành tốt đều phải đạt tới, đó là sự không dính mắc. Cuối cùng thì pháp thiền nào bạn cũng phải buông bỏ, và buông bỏ luôn cả vị thiền sư. Bất cứ phương pháp nào đưa bạn tới sự xả bỏ, không dính mắc, thì đó là phương pháp đúng. Bạn có thể đi đây, đó để tham khảo thêm với các thiền sư và để thử qua những pháp môn thiền khác. Một số thiền sinh ở đây đã từng làm vậy. Đây là một ước muốn tự nhiên. Bạn sẽ nhận thấy rằng những giải đáp cho hàng ngàn câu hỏi của bạn và kiến thức về nhiều hệ thống tu hành khác nhau sẽ không cho bạn chân lý. Cuối cùng, bạn sẽ chán ngán. Bạn sẽ thấy rằng
Chỉ khi bạn ngừng nghỉ và xem xét chính tâm mình, bạn mới có thể tìm thấy những gì Đức Phật giảng dạy. Không cần tìm kiếm bên ngoài bạn. Cuối cùng, bạn phải trở lại đối diện với chân tính của mình. Bạn có thể chứng ngộ ngay tại nơi này.